Thì hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cái series là để giải đề trong Quizlet. Thì đây là trong quá trình mình làm đề, câu nào mình biết thì mình sẽ trình bày lý do là tại sao là mình chọn câu này, rồi một số cái ý khác tại sao mình không chọn, và nếu mà có kiến thức liên quan thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn. Thì đây là series của mình, là CD là giải đề của mình, nên là mình sẽ trình bày ra quan điểm cá nhân của mình, nên là mình sẽ không có đảm bảo được đúng hay sai. Nhưng mà mình hy vọng thì đây có thể là một cái mốc mà để mọi người có thể tham khảo. Rồi. Thì vào sau khi mình giải đề ở phần cuối cùng thì mình sẽ có ra được một cái list kết quả là đúng sai bao nhiêu câu và sẽ có giải thích của từng câu. Thì phần này thì mình sẽ scan từ trên xuống dưới để mọi người có thể nắm được toàn bộ thông tin. Thì mọi người nếu có cần thiết thì có thể dừng lại để coi cách mà Wislab giải thích. Thì vì đây là ở Wislab nên mình sẽ không có thể chia sẻ public cái file PDF ở trên được. Tuy nhiên thì mọi người có thể, nếu mà cảm thấy có nhà hứng quan tâm thì có thể inbox mình về content, thì mọi người có thể coi ở chỗ cái mục description của YouTube. Và mình sẽ bắt đầu luôn với đề 1 này. Đây, practice test của đề 1. Thì bây giờ một số đề này là một số đề là mình đã từng làm rồi, nên là bây giờ mình làm lại thì có thể là nó, nhưng mà mình làm ở đây khá là lâu rồi, nhưng mà tất nhiên là trong quá trình làm lại thì có thể là nếu mà một câu nào mình nhớ thì mình sẽ lướt qua rất là nhanh. Mọi người thấy cần thiết thì có thể pause lại. Rồi, câu này thì mình cảm thấy là có một cái vấn đề là có 2 instance và đến 6 instance ở trong cái scale data. Tuy nhiên thì sau khi mà post peak hour, tức là sau khi cái giờ cao điểm thì hiện tại là data nó bị mất, thì có thể là do mình chưa tắt được cái instance nó đi. Nên là nó, tức là cái terminal đó mình chưa kịp copy data thì cái instance nó đã bị tắt nè. Yêu cầu bài toán là copy data nữa, thì cái life cycle hook này sẽ có nhiệm vụ là đưa cái instance trước khi mà tag đó, nó đưa cái trạng thái gọi là chờ. Thì trạng thái chờ này hình như là khoảng 1 tiếng, thì trong 1 tiếng đó cho cái tag instance rồi, mình có 1 tiếng để mình copy data ra nơi khác. Cái cooldown barriers này là một cái kiến thức liên quan, đó là mình chỉ thực hiện được một cái việc tắt hoặc mở instance khi mà việc tắt hoặc mở instance trước đó đã hoàn thành. Đó, thì nó phải có, để cái việc đó hoàn thành thì nó sẽ cooldown barriers complete. Rồi termination policy là những cái mình sẽ đưa ra những cái luật mà khi nào thì mình tắt cái instance nó đi, nó không liên quan gì đến việc đặc biệt copy data ở đây ha. Rồi suspend thì còn bất thình lình mà mình tắt cái terminal, tắt cái process nó đi, thì nhiều khi nó còn gây ra cái vấn đề là cái termination process mà đang hoạt động mà mình tắt nó đi, thì nhiều khi mình không không scale in được cái instance của mình được luôn, nó rất là hại, nên là câu này đáp án là B. Rồi, select choose, tức là lúc nào mình cũng có muốn 6 instance hoạt động. Nếu mà kể cả khi có một instance bị tắt thì bây giờ mình có 2, 2, 2 nè. Nếu mà tắt một cái đi đúng không, thì mình còn 4 instance, thì câu này sai. Tương tự thì dụ câu này đi, mình có 6, 6 no, thì mình tắt cái no hoặc tắt cái 6 thì mình đều còn 6 instance. 3, 3, 3 thì tắt đi, mình đều còn 6 instance. Thì một cái ý thêm đó là trong 2 cái này thì cái nào tốt hơn, thì nếu mà trong trường hợp gọi là cost optimize á, thì cái e này là sẽ tốt hơn, tại vì khi mà hoạt động bình thường không có cái nào bị hỏng đúng không, thì resource của mình chỉ cần có 6 instance thôi, nhưng mà ở đây nó chạy là liên tục và chạy 9 instance, còn cái này là chạy liên tục là 12 instance, thì 12 instance thì nó sẽ tốn chi phí nhiều hơn là 9 instance. Rồi. Rồi, do cái file này là mình sẽ không biết được khi nào mà mình có thể hoạt động, lúc nào mà có hoạt động và lúc nào có nhiều giờ không hoạt động, mà có lúc mà nó hoạt động thường xuyên và liên tục, thì mình dùng phải có một cái event notification của S3, là khi mà có data vô thì dùng cái event đó để trigger cái lambda function để thực hiện cái việc processing.
Còn cái data deliver stream kinesis, streaming là dùng để nhận data. Cái queue này là để xếp và hàng đợi thì cũng không liên quan. Và thường ra là cái queue này thường là xếp hàng đợi thì cái thông tin mà lưu tại hàng đợi đó thì tối đa được có 2 GB thôi, mà đây là 2.500 2 GB 2,5 GB cỡ đó. Rồi, dùng S3 thì nó Notification ABS là một cái phương pháp mà thường 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 nó sẽ tốn tiền nhiều hơn. Do nó giống kiểu là một cái phương pháp mà để một cái dạng xây dựng direct query và truy vấn data thì là như là S3, à, như là EBS hoặc là EFS mà dùng chuyên để mặt về mặt lưu trữ thì mình phải nghĩ tới S3 hoặc DynamoDB. Cái câu này thì nó có vẻ là không giải quyết được cái vấn đề gì ở chỗ này. Several file upload hoặc là lâu không upload, và khi mà upload thì nó concurrently upload. Rồi, cái câu này thì nó giống kiểu là mình có cái điểm nhấn ở đây này là mình có all over the round the world, thì tất cả những cái mà mình host thường là web application chẳng hạn, hoặc là streaming application trên nhiều khu vực trên thế giới mà để làm để thông tin đến người dùng đó, giống như kiểu content delivery network nó đến người dùng nhanh đó, thì có 2 kiểu. Kiểu thứ nhất mình nghĩ tới đó là global accelerator, và kiểu thứ hai là gì? Kiểu thứ hai là cloud front. Thì hai cái này nó khác biệt gì nhau? Thì nó đều sử dụng các hệ thống gọi là edge location của Amazon, tức là Amazon có những cái data center mà đặt ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới. Mục đích là có thể lưu giữ thông tin tại cái có thể lưu trữ thông tin nó phục vụ cho người dùng nhanh hơn. Thì cái đó là trong CloudFront sẽ sử dụng cách thông tin những thông tin người dùng hay truy cập tại những cái data point center đó rồi mình truyền lên người dùng nhanh hơn. Và cách thứ hai nữa của thằng Global Accelerator là do mình truyền thông tin đi xa, mà ví dụ muốn truyền từ A đến B mà một nơi khác trên thế giới thì mình phải đi qua từ A là mình phải đi qua B, C, D, E, F, thì tất cả những cái vụ mà truyền thông qua các network này nó đều có làm cái nâng cao latency. Thì nếu mà cái người B này nó chỉ cần truy cập đến cái nơi mà gần nhất với nó thôi, mà một cái S location gần nhất với nó, thì từ cái S location này về tới Amazon đó, là nó sử dụng cái backbone, tức là nó hệ thống backbone network của Amazon đó, thì nó sẽ truyền thông rất là nhanh, mà thường người ta confirm là nhanh hơn khoảng 60%. Thì ở trong câu này một cái đó thì cái CloudFront hơn Global Accelerator là có cache information, nhưng mà ngược lại thì Global Accelerator thì nó có một cái thường nó ứng dụng trong trường hợp mà mình có hai khu vực, mình có hai cái host đó. Mình có hai cái host thì ở đây nếu mà một cái host A nó bị hỏng đi, mặc dù là nó sẽ serve nhanh đúng không, thì bây giờ mình bảo nó muốn truy cập khu vực cái origin A, nhưng mà origin A mà có bug thì cái global accelerator nó có thể fail over sang cái origin B cho mình luôn, còn CloudFront thì không làm được việc này, nên đáp án là câu C. Rồi, cái direct connect là gì? Direct connect là khi mà mình có một cái database on premise, một cái on premise, và mình muốn kết nối, mình muốn sử dụng nó với lại một cái AWS chẳng hạn, mình muốn migrate, mình muốn kết hợp nó với một cái dịch vụ của AWS, thì mình dùng Direct Connect là mình sẽ dùng từ cái Direct Connect về đến Amazon đó. Direct Connect về đến Amazon nha, là nó cực kỳ nhanh, nó không phải over internet mà nó cực kỳ nhanh, mà nó dùng một cái nó gọi là fiber optic, tức là dùng cáp quang nên nó truyền rất là nhanh. Thì cái việc của mình là từ cái Direct Connect này nè, từ cái Direct Connect này, Data Center này, đó, về đến cái on premise của mình, thì mình có thể đi một cái mạng dây nữa, mạng dây cáp quang nữa thì đảm bảo cái vụ truyền thông rất là nhanh. Thì từ on premise này đến với AWS server nó còn một cái mạng khác nữa là mạng gọi là VPN, tức là VPN là over internet, là đã truyền thông data over internet. Tuy nhiên nó sẽ có security và có nhiều cái policy, những cái luật mà security khác nhau, thì nể coi cái thông tin cái mạng này chi tiết thì mọi người có thể coi một cái video khác của mình là về networking hoặc là VPC, một cái mạng rất là quan trọng, trong rất là hay hay được hỏi trong cái
Association Architecture này. Rồi cái A là Application Firewall thì thường nó apply cho cái Application Scaling Group ở chỗ này. Thì nói chung là nó về tường lửa là chống thường chống đánh chống DDoS attacks. Rồi cái root 53 này là điều hướng thông tin thôi, root là chuyển từ domain name sang ID thì dựa vào location, tức là ở ví dụ ở Việt Nam thì sang location nào nó gần nhất, ví dụ Singapore chẳng hạn. Đó thì dựa vào location, còn người ở Mỹ thì sẽ là dùng một cái point ra lại một cái IP address ở Mỹ khi mà họ cùng vào một cái trang, ví dụ là google.com chẳng hạn. À, rồi thì data Elastic BitTorrent là gì, là một cái tool mà giúp là auto deploy, mà thường là phục vụ cho web application, có auto scaling group này, web application này, có auto security group này, có load balancing này, nói chung là những cái thứ mà thường tới một cái cấu trúc của web application thì dùng Elastic BitTorrent. Ngoài ra nó còn có cả container nữa, có thể phục vụ là điều hướng config container. Ngoài ra mấy cái ý sau thì ví dụ như cái này thì là dùng Opsworks này, tức là cần thiết cái AWS thì có một cái on top là Opsworks để quản lý cái việc này chứ không phải Elastic BitTorrent. Rồi data warehouse thì nghĩ ngay tới REST SHIP. Management task cũng không liên quan gì đến cái Elastic BitTorrent hết. Rồi, câu tiếp theo của mình là rồi, câu này là có vẻ là có data infrequency access và nó có một cái bit vào buổi sáng và buổi tối. Và nó muốn cái storage mà cost effective ở đây thì cái này thì chung chung nè, nó vừa có throughput vừa có IOPS. Cái này là chuyên về IOPS thì tất nhiên là cái này nó sẽ mắc hơn cái này thì mắc hơn cái này. Ừ, bây giờ mình chọn về EBS, xong rồi EBS là file storage ha, câu HDD. Rồi câu này thì hiểu nôm na là mình đang có lúc nào cũng có hai cái M4 M4 large EC2. Rồi sau đó là khi mà scale lên thì mình có thể scale lên là 12 instance, tức là thêm 10 cái nữa đúng không? Thì để giảm thiểu gì? Thì cái hai instance này là cái hai cái fix này, thì luôn luôn mình dùng phải on demand rồi. Cái 10 cái còn lại á, thì mình chia một phần là on demand và một phần là spot instance. Thì spot instance nó có thể giảm thiểu được cái lợi ích là lên tới khoảng spot instance lâu đó nó khoảng mấy chục phần trăm, 60-70% gì đó để giảm chi phí ha. Nên là mình sẽ lựa chọn câu này. Mấy câu này thì đây, chia phần trăm thì sai, mọi người thấy sai không? Một cái 100%, cái 0% thì chẳng khác gì là toàn bộ xài on demand hết thì nó không có giảm giá ha. Rồi on spot instance thì không đúng, tại vì lúc nào mình cũng cần là phải có hai cái instance hoạt động thì phải có hai file instance hoạt động. Cái này thì mình là chuyển rồi, mình sẽ chuyển từ cái M4 là thằng T2 Micro thì nó không có đảm bảo về performance. Ừ, câu này thì NAT instance là một cái là dùng NAT instance hoặc là Hot in public. Rồi một cái NAT instance hoặc là gọi là NAT gateway là muốn database vào ra bên ngoài á, thì nó thông qua NAT instance đặt ở trong public subnet và thông qua cái thay mặt cái database đó nó có thể mu ra bên ngoài được, mu ra bên ngoài được dùng cái thông qua cái internet gateway ha. Còn một cái khác là nếu mà bây giờ mình muốn là từ ngoài vô trong á, của database á, thì mình phải dùng cái Boston Hot, tức là ở ngoài truy cập vào ấy, thì Boston Hot này nó đặt ở public IP luôn, thì public IP cũng sẽ cho phép người dùng truy cập vào. Rồi vẫn đi thơ mai Amazon Glacier is right choice, 5 minutes thì là expected.
Hai cái này Standard và Vlog thì nó tầm đâu đó khoảng 3 đến 5 tiếng. Thì Vlog là nó giống kiểu là nó sẽ có quy định cái luật là khi nào mà mình muốn xóa thông tin ở trong cái Glacier thì mình phải thông qua những cái policy như thế nào, thì nó sẽ ràng buộc hơn để chuyên để lưu trữ data, và tất nhiên là sẽ phí nó sẽ cao hơn là cái việc mà standard standard retrieval một chút xíu. Rồi cái pool retrieval là muốn truy cập data số lượng lớn thì thường từ 5 tới 12 tiếng. Rồi thì câu này thường là nó triển khai CloudFormation là gì? Thì CloudFormation là một cái tool để người dùng có thể auto deploy cái hệ thống của AWS, rất là nhiều hệ thống của AWS, giống như lúc nãy mình có nói là về Elastic Beanstalk là chuyên về web application, nhưng mà còn CloudFormation thì nó gồm có nhiều mạng khác, ví dụ là PBC Peering, VPC Endpoint, tất tật của AWS, hệ thống AWS mình có thể gom lại thành một cái template và dùng để auto triển khai cái template đó sang nhiều khu vực khác nhau chẳng hạn đi, thì dùng CloudFormation. Thì để cần fix những cái tham số, mình cần fix nó có đúng hay sai, nó triển khai như thế nào, thì có một cái tool gọi là CloudFormation Drift Detection. Thì Drift Detection sẽ có theo dõi hai cái là những cái mà cần fix trong template và những cái giá trị đặc biệt. Thì cái giá trị đặc biệt này, còn những cái giá trị mà default value này nè sẽ không được theo dõi, nhưng mà nếu mà mình muốn theo dõi mình phải đưa nó vào cái property value, là những cái value đặc biệt để được cái cloud detection này theo dõi. One of requirement for transfer ha, EFS to S3 thì dùng transfer data, thì dùng cái data sheet on remind trên server thì dùng data sheet. Cái migration việc này nó thường áp dụng cho những cái không phải là EFS hay S3 mà nó dùng cho Aurora hoặc là DynamoDB. Rồi. Cái storage gateway và transfer isolation, transfer isolation nó khá là tương tự cho cái global isolation mình đã giải thích. Tuy nhiên thì S3 này nó chuyên dùng cho S3 hơn, cái này tool này mới ra hình như 2020 vậy. Rồi cái AWS Storage Gateway là gì? Nó có cách Gateway nữa. Storage Gateway là có on-premise, mình muốn sử dụng song song với AWS. Mình có hai bộ data, một data là tại tại on-premise và một data tại AWS Storage Gateway. Có thể truy cập lên được. Câu này thì mọi người có thể thấy là nó thiết kế về cái NACL với lại Network Access Default Setting này nè. Default Setting của AWS là cho mọi thứ all in và all out và stateless. Stateless là gì? Stateless là một cái đã vào thì chưa chắc đã ra được, tùy thuộc vào cái rule mình define là có cho ra hay không. Nhưng mà còn stateful, ví dụ như là Security Group là một cái request đã vào chắc chắn là return được, mặc dù nếu mà nó deny all output, nhưng mà vì nó stateful thì đã vào được là chắc chắn nó sẽ ra được. Đó là stateful là một cái đặc tính của Security Group. Rồi cái ACL này nó khác kẻ với lại cái auto với lại cái Security Group là gì? Cái ACL là nó có cả accept rule và deny rule, tức là thường là trong trường hợp mà mình bị attack hay một cái gì đó cấm đoán một cái gì đó thì thường người ta sẽ dùng cái ACL over trên POPs, nó là một cái subnet level, còn cái security group nó chỉ là instance level thôi. Thì bài này là mình muốn là connect vô bên trong á, cái này không liên quan gì attack, nhưng bài này chỉ muốn connect vô bên trong thì bằng HTTPS thì chắc chắn là port 443 của HTTPS rồi, và nó phải từ anywhere thì mình dùng cái web server security group này rồi, mình không cần tạo thêm một cái network ACL này nữa, tại vì cái đề này là những cái câu network ACL mình sẽ bỏ qua, tại vì ở trên này nó đã xài cái ACL default rồi, mình không cần chỉnh sửa gì, mình cần chỉnh sửa cái security group thôi. Thì cái này là HTTPS nè. Cái bọc thứ hai là MySQL, là tức là muốn muốn chỉ có database được accept từ web server thì có hai kiểu, mình phải connect là web server nó đến đâu
nó đến gần nhất là web server, nó đến database và database nó chỉ nhận được cái connect từ web server, thì đây là Azure OC sẽ áp dụng cho điều này. Rồi, network đó thì cái câu này mà đây cái câu này chuyển sang application với application around the world ha, thì có hai kiểu là global accelerator, cloud front thì mình đã cũng có đó trình bày rồi. Rồi khi mà muốn truy cập từ một cái gì đó sang một cái service trong AWS á, thì mình có thể assume một cái role, thì nó dùng là IAM role, tức là ví dụ là API là mình sẽ config là chỉ có những người mà được cái role này thì mới được truy cập vào, còn mặt ngược lại thì cứ cái EC, những cái user account này vô EC2 này sẽ mình được sẽ cho phép nó là quyền là nó assume cái role này, thì có thể là cho phép được cái đưa vào cái API một cách securely. Ta không phải ai cũng vào được, mà đã vào thì phải có được cái quyền là cho cái IAM role. Mặc dù cái credential này thì có thể gọi là cho quyền truy cập, tuy nhiên là trong deploy trong production thì người ta thường là sẽ không xài cái này. Avoid setting EC2 every time, mà không muốn every time thì mình phải cách cái contents. Resize smaller thì nó vẫn không có giảm thiểu request, thì request vẫn nhận về từ server. Rồi, muốn cái gì đó, muốn truy cập hay là muốn xóa file gì đó thì mình phải dùng cái ESTA Lifecycle Policy ha. Remove files after 3 months. ESTA Create Lifecycle. Thì thứ nhất là cái câu này nó hỏi gì? Store change ESTA. Glacier này thì remove là không phải ha. Vì có immediately for download nè. Up to 3 months là hai cái phần đầu này, thì ngay lập tức là phải di chuyển ngay lập tức thì nó không thể dùng Glacier được vì khá là chậm ha. EFS này thì nói chung là nó nói đã nói về store để data, nói về check record. Và cho block storage và file system around the world ha. Và cho delete này thì thường nó sẽ cho S3, tại vì S3 là most là cost effective. Và live force policy trong EFS này delete file là nó không có, nhưng nó không thể remove file được. EFS trong cái policy của EFS là chỉ chuyển từ EFS bình thường thành EFS infrequently accessed thôi, chứ không có delete file được, nên câu D cũng bỏ. Giữa câu A với câu B thì có thể xem xét lại. Tuy nhiên thì thường là những cái bài luận, những bài toán mà người ta yêu cầu để remove file trong một thời gian nhất định đó, thì mình sẽ dùng live policy của S3. Rồi, create resource automatically mà của từ IAM, EC2, AD, từ Datamay, DynamoDB, thậm chí là VPC này thì nó vượt cái tầm của Elastic Beanpark rồi, thì chính là CloudFormation đấy. Encrypt data thì tất cả những câu nào từ khóa mà có encrypt data thì mình phải nghĩ tới ngay tới là cái KMS ha. Certification Manager này cái mà gọi là encrypt data trong lúc transit ha. Cái này là address này, cái này là trong lúc transit. Rồi SDS là service token, secure token service. Secure token service là nó cung cấp cho người dùng một cái là có quyền truy cập trong một khoảng thời gian ngắn nào đó, thì secure token service. Còn IAM access key là giống như kiểu là Access key là cho quyền truy cập vào cái EC2 instance một cách securely á, giống kiểu mình command line hoặc là mình remote SSH vào thì mình phải có một cái key để mình access ha. Nó không liên quan gì đến encryption.
more global customer nè. More and more customer thì mình phải có global accelerator. Đây là tăng tốc truy vấn trong database thôi. Cái này là database information lớn, data warehouse, data lake. Lake, data lake là giống kiểu là rất là nhiều data thô. Nó khác data warehouse là gì? Data lake là lưu giữ rất là nhiều data, những cái data này chưa có structure, nó thường là data raw, data thô. Còn cái data warehouse là thường những cái data mà nó được thường nó được clean sơ bộ rồi, có thể đem ra sử dụng tương đối rồi, nó có structure đàng hoàng rồi. Thì là data warehouse và thường lưu trong REST chẳng hạn. Còn cái SIS này thì lúc nãy câu trước là có nói là đồng bộ từ on premise lên server, muốn tăng nhanh thì muốn chuyển đi xa và chuyển đi nhanh á, để cho khách hàng thì global thì nghĩ ngay tới Cloud Run và Global Accelerator. AWS Private Network. Từ REST đến S3 rồi, từ REST đến S3 mà muốn từ một cái VPC này mà tới S3 ở trong một cái region ha. Region khác thì mình phải dùng một cái là VPC endpoint. Nếu mà khác hai cái service này mà khác region thì mình dùng một cái là VPC peering nữa. Thì dùng ở đây là mình sẽ dùng một cái là VPC endpoint. Rồi. Ngoài ra thì thằng REST nó có một cái đặc biệt đó, đó là mình muốn mà làm thằng REST này thì mình phải dùng VPC routing. REST mà muốn sử dụng VPC endpoint thì mình phải cần thêm một cái đặc biệt với REST là routing. Very high traffic JSON data là một cái kiểu lưu trữ của DynamoDB, cái này là file storage, cái này là data lake, cái này là thiết kế hệ thống đã nói rồi. Rồi, cái string parameter mình có thể thấy ở đây. Rồi, mình không biết là no presence traffic và S3 bucket nào khi mà mình không có thông tin gì hết đúng không? Thì dùng intelligent tiering nó sẽ biết được là cái nào là frequency access, cái nào infrequency access thì nó sẽ smart way nó đu cho mình, smart way nó làm cho mình thì dừng đó mình sẽ tiết kiệm chi phí nhiều hơn. Save cost, save cost. À instant đây. Câu này nó save cost cho EC2 instant mà pha gây tức là cả hai cái này đúng không? Cả hai cái này thì mình dùng phải dùng là compute saving plan là một cái phương pháp mà nó saving khoảng đâu đó khoảng 6 mấy%, 66% là nó áp dụng cho nhiều cái family instance khác nhau, trong đó có cả Fargate. Còn instance saving là nếu mà mình chỉ có EC2, mỗi cái EC2 instance family không thì mình nên áp dụng cái này là một cái phương pháp mà giảm nó thành nhiều nhất. Rồi tiếp theo là nếu mà mình biết được là cái hardware của mình là sẽ sử dụng liên tiếp trong vòng 2 đến 3 năm nữa thì mình dùng cái reserve instance thì nó sẽ Amazon có thể giảm giá cho mình tới 75%. Tuy nhiên thì một số khi mà mình xảy ra cái trường hợp là mình không muốn trong 2 3 năm nữa mà cái instance này của mình có fix được hay không, hay là mình muốn thay đổi ví dụ scale lên chẳng hạn, khi mà hệ thống của mình có nhiều người dùng hơn nó thì instance này không đáp ứng được, không thể fix như này được mà mình phải scale lên, thì mình hoặc là mình đôi khi mà kinh doanh thất bại đại dịch Covid này chẳng hạn đi thì mình phải scale out đúng không, thì mình phải đổi lại, đó là convertible là có thể chuyển đổi như thế này, thì tất nhiên là mình phải đổi lại, đó là mình sẽ không được giảm giá nhiều như ban đầu tức là 75% nữa mà chỉ có thường là khoảng 55% chẳng hạn đi. Rồi tiếp theo là standard reserve instance là như cái mình nói là mình biết trước 3 năm, mình đặt trước 3 năm, nhưng mà tất nhiên là nó chỉ áp dụng cho cái instance này thôi, còn của mình là áp dụng cho cả Fargate ha. Fargate là gì? Fargate là một cái tool là giúp mình AWS là chuyên gia giúp mình quản lý các container đúng rồi, trong cái Docker đó các quản lý các container khác nhau, nhiều container và thường những cái họ nào mà có Kubernetes K8s đó, thì mình có thể nghĩ tới là cái Fargate này là một cái đáp án đúng. Rồi column wise những này là một cái tính chất của Redshift, last dataset là million of row này, mình graph dataset cũng Redshift rồi, last dataset này là Redshift rồi, data lake, data warehouse. Rồi. Store session data ha, session data là DynamoDB và Elasticsearch hay trong web application. Những cái như mà session data hoặc là metadata của S3 thì nó sẽ dùng trong DynamoDB. Create once an access story, enable versioning đúng không? Avoid data loss ha.
unintended user action đó. Người dùng có thể xóa đi bất kỳ lúc nào thì mình dùng enable versioning, tại vì versioning cho mình một cái lợi gì? Thực ra là versioning cho mình một cái lợi là khi mà người dùng xóa đi á thì nó vẫn lưu lại, nó chỉ có mask một cái là đã xóa thôi. Nó sẽ có một cái những kiểu marker là đã xóa thì cần thì mình sẽ xóa thêm lần nữa, hoặc là mình sẽ xóa bằng ID để mình xóa trực tiếp luôn. Tuy nhiên thì có một cái bất lợi, đó là khi mà mình enable versioning thì tất cả các version mà mình label thì mình đều phải trả tiền. Replicator. Rồi. Relational database thì nghĩ ngay tới một câu hỏi mà nó có cái từ khóa là relational database, thì mình nghĩ tới hai kiểu RDS hoặc là Aurora. Aurora là một cái chuyên dùng của Amazon và nó tuyên bố là để cho SQL database hoặc là PostgreSQL thì sẽ nhanh hơn từ 5 lần đến 3 lần và chuyên chỉ dùng cho AWS thôi, thì mình cho nghĩ ngay câu này đến Aurora, nó cũng có risk sẵn cho mình luôn. S3 DynamoDB là cho không phải là structured data rồi ha, nên SQL database là cách information phải ở giữa để giảm tải cho cái database center của mình. Cái S3 này thường thì cũng không sử dụng cho store image ảnh các thứ, chứ không có sử dụng cho relational database. Rồi, 18.000, cái mốc 16.000 là mốc dùng để có quá nhiều IOPS input và output. Thì 18.000 ở đây là mình phải nghĩ ngay tới là câu A. Store log file. Keep log for month and troubleshooting. Sau đó là xóa cái port đi thì S3 để lưu giữ và policy đúng không? Rồi. S3 package nè. Rồi, muốn config ở một nơi nào đó mà để không có bị những cái failure khác nhau á, thì tốt nhất là mình phải đặt là càng nhiều available zone hoặc là càng nhiều cái region thì càng tốt. Thì cái mà làm được điều này chính là spread placement group. Thì nó có 3 kiểu ha, cái multi agent placement group và không tồn tại, chỉ có A, B hoặc C thôi. Thì cái A là nhỏ nhất, tức là nhiều cái phần cứng nó sử dụng chung nguồn, chung cái hệ thống hardware là cùng trên một cái rack, là hệ thống database center thì có nhiều cái rack để chứa cái phần cứng khác nhau, thì tất cả những cái instance này sẽ nằm trong cùng một rack cùng nguồn điện, khi một cái sập thì tất cả cùng sập. Tuy nhiên thì có một cái điều lợi, đó là tất cả các hệ thống này sẽ sử dụng chung một cái local network, vì vậy là cái thông tin mà gọi là very low latency á, chuyển động thông tin có thể lên tới 10 gigabyte per second, thì rất là nhanh. Trong đó cluster placement group thì tương tự cái partition placement group thì nó sẽ rộng hơn, tức là nó sẽ có thể triển khai tại available zone, nhưng mà nó chia thành các partition khác nhau, các vùng khác nhau, thì trong mỗi vùng thì mới là cùng same rack, còn các partition này là thì nó sẽ có khác rack với nhau. Các EC trong một cái partition thì gồm nhiều partition, mỗi partition còn nhiều nhiều EC2, nhiều EC2 trong cùng partition mới là cùng rack. Còn cái spread này nè thì nó sẽ là nhiều available zone khác nhau luôn. Và trong mỗi cái available zone ấy, tất cả những instance trong đó thì đều nằm trên những cái rack khác nhau. Cái này là very high cái available. Mostly communicate with each other nè. Low latency là priority, thì mình dùng cluster trong trường hợp này ha. Set of file server method should to create the file server ha. Microsoft Windows file server đây. F thì mình phải nghĩ tới là FSX. Windows server là cái FSX rồi. Ok. Hay là transfer file thôi chứ không có liên quan gì đến file server hết. Nói chung là câu nào mà nói Windows file server thì nghĩ là FS, tại vì mấy thằng như là FS và EPS thì nó chỉ phù hợp với Linux thôi. Sau này học support cả Windows cả Linux, rồi nó hay đi cùng với những thằng như là Lustre, mà một tool mà những câu hỏi mà có Lustre thì mình thường nghĩ ngay là sẽ thường đi cùng với thằng FFS. Cost Optimize IP address to cái private subnet này thì là VPC log. Trust Advisor này là ở cái này mình chưa nói, và cái này mình chưa nói, mình sẽ nói luôn. Trust Advisor là gì? Khi mà
nó sẽ theo dõi tất cả các hệ cái hết cái hệ thống Amazon của mình, cái nào mà có thể tiết kiệm chi phí được, cái nào có thể tối ưu được thì TrustAdvisor có thể hỗ trợ mình. Nó là một smart way ha. Rồi thứ hai là Cloud Watch Metric, là dùng để theo dõi cái hệ thống của mình dưới những cái metric cho mình xác định là dùng bao nhiêu phần trăm CPU chẳng hạn đi. Rồi cái Cloud Trail là nó khác với Cloud Watch, là thường là dùng để thứ nhất hay sử dụng nhất là để theo dõi cái ABI activity, hoặc là theo dõi những cái người dùng đã thường và làm gì thì nó dùng là Cloud Trail. Còn Flow Log của VPC là nó tất cả nó sẽ tiến hết từ tất cả những cái ID vào và ra của cái VPC đó. Và thường người ta muốn truy cập cái vào ra của cái EC2 instance là trong VPC ấy, thì người ta cũng dùng là VPC Flow Log ha. Ngoài ra thì còn một số cái log trộn ở trong những cái Security Group Log chẳng hạn, mấy cái log bên trong thì cũng có thể lưu giữ IP, nhưng mà trong Private Subnet này thì câu này thì nói chung là trong cái ý này thì mọi người có thể chọn ngay, tại vì ba ý này nó không liên quan gì hết, mình chọn Flow Log. Rồi to build own account thì mình dùng cái ALF organization này để quản lý own account, và mỗi cái account thì có thể gom lại cái build chung trong một cái ALF organization. Control tower là build on top của cái organization và nhiều cái component khác để auto deploy để có thể auto deploy một cái system với trong một cái hệ thống là có multiple account ha, là cái control tower này. Cái code explorer của mình này sẽ biết được là trong cái build mình phải trả nó gồm những cái thành phần nào, nhưng mà mình không thể gộp build của các department khác nhau mà gom vào chung một cái account chính để mình trả cho toàn bộ được. Rồi cái câu A này tạo sẽ sao, cái phương pháp mà ví dụ là một cái công ty có nhiều department khác nhau á, từ phòng tài chính, phòng kế toán, mà mỗi cái department mà triển khai trong một cái VPC á, cách này không phải recommend production, nó rất là nhiều nhược điểm. Rồi cluster file system, như nãy mình nói câu nào có cluster nghĩ ngay tới SFX, không cần phải nói nhiều. Cluster này, đây là một cách này có thể làm được nè. Cluster trên AWS Marketplace nhưng mà giá thành cao. Rồi, stress heaps, cluster thì mình phải in cross region snapshot, lấy phương pháp này quá phức tạp. Redshift các thứ nó snapshot là mình muốn copy data, big data rồi Redshift thì tạo ra một cái snapshot và copy nó sang cái region khác thôi, cross region snapshot là được. Rồi, cluster encrypt data 90% câu hỏi thì nghĩ ngay tới KMS ha. Thì Default Master Key. Tuy nhiên Redshift Big Data thì có một cái phần khác, đó là dùng hardware để mình sẽ chia code trong cái hardware HFM này. Đây là encode một cái thuật lại thuật để encode data đang lúc trên system được nhận thôi. Rồi, bài về subnet, con này về VPC. Không muốn data expose over internet. Starbucks is lên same region đấy, ví dụ same region ha, same region mình muốn EC2 mà apply vào cái S3 mà S3 không over internet thì có một cách, đó chính là VPC endpoint. Rồi khi là VPC peering, tại vì nó cùng trên region thì không cần VPC peering nữa, chỉ cần em nói thôi. Rồi, ok. Rồi, cái vấn đề là khi mà size data quá lớn này, mình phải phân nhỏ data ra thôi. Thì phân nhỏ data thì mình có phân nhỏ data bằng cái header này, trong range của cái header ha. Multi-path upload của bài toán của mình là làm sao để tải về chứ không phải là mình sao để mình upload lên ha, mình download. Resource from another account of another VPC, thì giữa hai VPC muốn nối với nhau thì VPC peering.
You have a stated website in S3 and they are global client from multiple reasons. Rồi, static website. Static website in S3 bất kỳ thì phải nghĩ ngay tới à, đó phải nghĩ ngay tới là CloudFront DB container store cách ha, thì phải có global accessor CloudFront là để cách nè. Rồi còn này không liên quan, mấy cái này nó đều rất là hạn chế ha. Global client là toàn thế giới thì dùng tất cả, tận dụng tất cả cái mạng lưới của S location thì dùng CloudFront ở đây. Rồi tất cả mình có thấy một hệ thống auto scaling, nó phải đảm bảo là auto scaling group thì có thể nhiều 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 nhiều, có thể áp dụng được nhiều instance và mỗi instance này có thể đạt được những cái available zone khác nhau, collapse balancing on top của cả auto scaling group và available zone. Tuy nhiên là để một cái database mà có thể update được 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 internet thì những cái NAT instance hoặc là NAT gateway thì tốt nhất là trong mỗi cái available zone nên có một cái. Ừ, thì trong câu này là NAT instance, tại vì những cái yếu tố kia đã đảm bảo rồi. Mode of traffic happen during the daytime. Company want to save the API cost. Rồi một cái API của mình ha, API của mình làm chủ á, mà mình muốn tiết kiệm nhất thì cách tiết kiệm nhất thì mình nghĩ ngay tới AWS Lambda, tại vì Lambda là mình pay as you go, mình xài bao nhiêu khi nào mình bật instance mình phục vụ cái API đó, người request gửi tới mình hoạt động thì mình mới cần trả tiền ha, thì mình dùng cái AWS Lambda ở đây. Rồi, câu tiếp theo thì mình có CPU utilization thì mình sẽ biết ở mức nào thì mình sẽ có target tracking ha, scaling policy ha. Thì mình có target tại vì mình muốn là nó sử dụng tại 60% này rồi. Trong câu này thì giống như kiểu là mình xây metadata dùng với S3 thì cái mà mình hay xài nhất là Amazon Da Session Data hoặc là Metadata là DynamoDB. Rồi
Câu này thì mọi người thấy là campaign bắt đầu trong 2 tuần và mình biết trước được 2 tuần này thì mình phải dùng cái là scheduling ha, scheduling auto scaling group là mình sẽ đạt được rồi. Rồi, MS snapshot thì mình tạo ra snapshot, cross region snapshot là copy tạo cái region xong rồi. Mình tạo ra một cái snapshot khác thôi. Rồi, copy snapshot to S3 bucket rồi in một cross region của bucket này nó quá phức tạp ha. Trực tiếp làm snapshot trên này được rồi. Rồi copy snapshot to EC2 instantiate another region thì cũng không cần thiết. Tạo ra nó snapshot rồi copy snapshot sang new cái region này được rồi. Để từ một snapshot đó mình có thể restore lại là thành cái EBS volume. EBS volume này mình có thể attach theo tất cả các instance khác nhau ha. Attach vào EC2 instance hoặc là mình có thể attach vào một cái EC2 instance khác cũng được. Câu này thì một cái là điển hình đó là coin notification ha, với một số cái metric mình define ha, latency là cũng notification thì mình dùng CloudWatch, còn theo dõi cái API activity này thì CloudTrail ha, thì câu này là CloudWatch này, monitor API activity là sai ha, activity là phải CloudTrail này ra CloudWatch để các quan sát các metric. Resource thì nó đang host trên cái AWS account. Monitor on cái API activity về CloudTrail nè. Future region đúng không? Thì mình có rất là nhiều một cái AWS account và mình muốn quản lý tất cả các log của nó thì bây giờ mình phải centralize tất cả các AWS account quản lý bởi một cái duy nhất thôi đó, CloudTrail thì chính là ensure CloudTrail enable for all region là mình quản lý thôi chứ không cần CloudTrail cho X region. Ha, giống như là mình có rất là nhiều account, có master account và mình share resource thì mình host nó trong cái AWS organization và trong cái organization mình dùng cái resource access manager này để mình quản lý cái resource mình chia ra. Câu này mình có vẻ mình biết trước nè. Remain high on weekend drop on Monday ha, mình biết trước thì mình dùng cái schedule thôi. Auto scaling group thôi. Start and capacity nè. An application that consists of front end and back end. Rồi, muốn cái mình có một cái hệ thống mà multi three layer design á là một cái layer là web front end phục vụ cho người dùng, thứ hai là application layer và thứ ba là database layer. Và trong cái đó mình có NAS gateway để từ cái database có thể đi ra ngoài internet để update. Thì cả ba cái này mà muốn scaling lên thì tất cả các phần này thì đều có phải auto scaling hoặc là triển khai trên nhiều cái available zone khác nhau ha. Thì cả front end cả back end đều phải làm, application cái layer cũng có thể cần làm luôn nếu có ha, auto scaling của phần cứng là chứ không liên quan gì đến network. Nên câu D cũng không đúng, replace này cũng không 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 liên quan lắm, mình chỉ cần là auto system lên là giống kiểu là mình phục vụ ở một cái máy mà khi có nhiều instance scale lên thì mình có nhiều cái máy để phục vụ cho điều đó. Rồi,
Câu này đầu tiên là disaster, thì disaster đầu tiên mình phải nói là muốn phục vụ cái disaster đó, nó xảy ra trong toàn bộ region, thì những cái mà gọi là available zone là không hoạt động thì mình sẽ chọn region thôi, mình chọn A hoặc D. Rồi, mình lost cái ELB để mình chuyển cái request tại cái zone này nó bị bug, nó bị hỏng, nó bị disaster thì mình phải chuyển sang ngay lập tức sang cái region khác. Tuy nhiên nếu mà mình sử dụng cái root 53 để root thì cái việc mà root 53 và nó chuyển đổi như này á, thì nó mất thời gian để nó cần fix rất là lâu, nó không phải nhanh được. Nên trong trường hợp này mình dùng cái last balancing. Rồi, tôi setup domain thì dùng root 53. Đầu tiên root 53 thì nó phải là chuyển giữa cái website này, đăng ký là domain này sẽ là một cái website static ví dụ google.com, chưa ai sử dụng thì sẽ đăng ký cái domain name như này, và sau đó mình root cái domain name này, đây register cái domain name này, sau đó mình root cái domain name này tới cái địa chỉ đó. Many database queries become bottleneck. Ensure that not bottleneck hả? ELB thôi, last balancing in front of database cũng là một cách. Cái này là giảm tải thôi, chứ không phải là để không phải bị là bottleneck ha. Last balancing ở trong database. Setup Elastic Cache thì mình cũng đúng. Elastic Cache hoặc Cloud Front Distribution là nó là around the world. Elastic Cache. Get many database queries. Thì câu này mình sẽ chọn là Elastic Cache. Tại vì database thực ra là muốn nhiều cái database thì người ta dùng read replica để giảm tải. Tức là read replica của database là gì? Tức là mình dùng hai cái database này, một cái database này có thể truy vấn, nó sẽ phân vùng cho cả hai database và database thứ hai này. Cái database mà read replica thì nó chỉ có quyền truy vấn data chứ không có quyền thay đổi data đó. Thì nó là một cách giảm tải. Ngoài ra thì mình có thể dùng cái Elastic Cache, và giống như mình nói là trước khi mà cái database này nó phục vụ thì mình cache data ngay đằng trước đó, thì những trước khi mà họ vào cái database ở đây á thì những cái thường truy cập thì nó lấy data từ cái cache Elastic Cache này ra, nó đi phục vụ luôn, thì nó sẽ giảm tải cho database request. To achieve the requirement. You multi agent for RDS in so that in another available zone to create another instance. Multi agent mà đã trên another region thì câu này vô lý. Highly available zone thì có vẻ là một cái hỏng, cái kia có read breaker feature thì tạo database này nó thường chỉ có vấn đề nó nằm ở available zone thôi chứ không thể nằm ở region khác. Mình tạo được cái multi agent này, mình biết được cái multi agent database này nó sẽ tạo được một cái ở available zone khác ha. Đây, read breaker này không phải là hai breaker mà có hai database. Read replica này là gì? Là cái đương nhiên mình nói là nó dùng để giảm tải database, là hai cái này cùng exit cùng hoạt động, request được phân bố của cả hai. Còn một cái là dùng multi agent là dùng cái gọi là failover, tức là một cái instance này nó có một instance A và một cái instance B, thì cái B này nè nó luôn luôn nó không phải là đồng bộ, nó cái read replica này nè
là nó dùng thay thế, nó dùng liên tục hơn thì nó gọi là synchronize, tức là đồng bộ. Còn cái multi agent này là asynchronize, tức là tại một thời gian nhất định thì nó mới cái đồng bộ với nhau thôi. Quên nhầm, cái failover là multi agent này là phải đồng bộ với nhau, tại vì nó là gọi là failover, thằng này là standby, nhưng mà khi nào thằng này fail thì ngay lập tức thằng này phải active lên và data nó phải là và đồng bộ với nhau để nó không bị mất data. Còn thằng replicate này chỉ là giảm tải data thôi, thì nó có thể là replicate data này là thì nó sẽ là đồng bộ, nó sẽ là bắt đồng bộ với nhau để nó có thể giảm tải song song mới thể truy vấn, chứ không phải là modify data ha. Cái thằng A này phải có thể modify data, thằng B này chỉ để truy vấn thôi, thì không có, nó cần phải đồng bộ, nó dùng là phương thức bắt đồng bộ trong một chu kỳ nhất định thì nó sẽ đồng bộ với nhau. Rồi cái câu này là phải dùng multi agent để nói về available multi agent A hoặc C. Thế là multi agent thì phải là create tại region chứ không phải là available zone, nên là chọn câu C. Rồi, câu này là cổ điển của VPC thôi. Muốn người ngoài vô web của mình thì web của mình chắc chắn phải nằm ở public subnet. Còn cái database của mình là phải bảo mật thì phải nằm ở private subnet ha. Web tier private subnet trong database layer. Traffic should be in the cross variable partition, và mỗi thằng này có multiple instance, thì cái này chính là cái partition placement. Network placement là không có, chỉ có ABC đã giải thích rồi. Rồi, information every 5 minutes mà có hàng thousand minutes ở đây thì chắc chắn là mình sử dụng cái data stream là để nhận data ha. Kinesis data stream là để nhận data. Rồi, file house là để truyền data vô lambda ha. Best way possible. Allow user upload cho S3 mà chỉ trong một thời gian ngắn, trong một tuần thôi, thì cách làm tốt nhất của mình là dùng cái resize ha. Các em row này cho một cái instance thay thế một cái mặt nào đó để access vô một cái S3 instance này, nhưng mà cái em row này cho mình access trong đó mình hoạt động đó. Thường là một cái key này nó chỉ hoạt động là tối đa hình như là khoảng 12 tiếng, nó giống kiểu là cho mình một cái tài khoản mình log in một cái website tạm thời á, thì mình có thể duy trì trong 12 tiếng đó thôi, còn không thì cần log in lại. Cái bất kỳ policy này là nó là across account, tức là áp dụng một cái là tất cả những cái gì mà vô cái S3 bất kỳ này đều được áp dụng across account. Còn bây giờ là mình là cho những cái user mà mình mong muốn thôi, mình cho một cái local specific thôi, thì mình chỉ dùng là cái redesign này cho cái user đó. Launch low latency và better performance vì dùng cluster rồi. Cluster placement group là cùng same rack và very low latency như mình nói là 1 đến 10 GB. Còn này ENA. ENA. Multiple value for DNS only should return. Mình muốn truy cập vào cái đó và có rất nhiều cái value return, nó sẽ randomly distribute cho toàn bộ cái original của mình đó. Qua root 53 thì dùng cái là multi variable answer thì sẽ luôn luôn trả về được rất là nhiều request, nó mình không nhớ rõ nhưng mà hình như là 7 hoặc 8 request thì nó có thể return về cho mình. Còn symbol là gì? Một domain name, một IP thì cái root 53 sẽ root tới. Weighted là chia theo tỷ lệ mình mong muốn, latency là nơi nào mà nhiều hot nhưng mà cái nơi nào mà latency ít nhất thì mình sẽ chuyển tới. Cost effective, fault tolerant,
end agent failure, tức là một cái failure không ảnh hưởng tới hệ thống này. Always at least 24 web server up nè. 12 web server host in public subnet thì con này có vẻ sai ha. 8, 12, 12 thì con này 24 ha. Put always at least 24 web server up and running in a region. Three tier architecture connecting. Rồi, đây là có hai reasons mà mỗi cái là 24 thì một cái fail thì vẫn còn tồn tại 24. Đây là ba reason, mỗi cái là 12 thì ba cái thì một cái fail thì vẫn còn là 24 thì câu này vẫn có thể nha. Có effective hay thì hai cái này hoạt động á thì hai cái reason hoạt động thì là lúc nào cũng có 48 cái instance hoạt động thì nó sẽ mắc hơn. Cái này là 12 nhân 3 là 36, trong trường hợp không có fail over thì cái này rẻ hơn nè. Tức là hai available zone mỗi cái chỉ có 12 thì một cái fail chỉ còn 12 thì không tốt. Đây là 8 không có, 8 nhân 3 24, mấy fail một cái chỉ còn 16 thì câu này chỉ là đáp án B. Rồi, submit cái này. Ở đây mình sẽ có một câu sai thì đây là mình có cái câu này thì trước đây thôi trong lúc ôn luyện mình đã từng làm rồi ha. Mình đây là lần thứ tư mình làm cái đề này, một lần đầu để học để coi lại review. Thì trước khi mà bắt đầu cái đề tiếp theo thì có thể là mình sẽ trong đề 2 thì mình sẽ coi lại cái câu sai của đề này là gì. Thì mình sẽ lướt qua được cái bộ đề ở đây, mình sẽ lướt qua toàn bộ cho mọi người coi cái cách họ giải thích đáp án. Thì mình sẽ không thể chia sẻ cái file PDF này trên YouTube được, thì dù sao cũng là quiz lát thì mình nghĩ là mọi người nên đăng ký chung, mọi người nhiều người đăng ký chung một cái tài khoản để mình xài quiz lát, rồi ba bốn người chung một tài khoản cũng được, tại vì ba bốn người online đồng thời cũng được. Rồi mọi người cần thì mọi người có thể liên lạc với mình thông qua cái description ở cái YouTube này, mình có thể gửi cho mọi người chia sẻ cái file PDF này.
Con này mình sai ha. Con này đúng là ELB. Như giải thích ở đây thì đúng là đúng rồi, quên mất là ELB của mình là chỉ áp dụng được một cái là failover ha, thì mình chỉ có hai câu analyze zone thôi, chỉ có reason thôi là A hoặc D. Tuy nhiên câu A là sai tại vì ELB loss balancing nó nằm trong cái VBC, loss balancing là nằm trong cái VBC, trong design cái chờ thì nằm trong VBC, thì VBC là chỉ là reason based thôi, thì nó không thể apply trên multi reason được. Vì VBC mà ở vision A mà muốn kết nối với VBC trong vision B ấy, mình dùng VBC peering, thì tương tự cái ELB này là không thể nằm ở another, một cái zone khác được, em phải dùng cái D này là root 53 ha, mình chuyển sang một nơi khác. Rồi, tại mình chắc là video tiếp theo mình sẽ chỉ chuyên nói về các đề mới thôi. Đề này, câu này mình đã giải quyết xong vấn đề này rồi. Rồi, mình sẽ kết thúc cái video tại đây, hẹn mọi người tại một cái video sắp tới kế tiếp về giải đề Wislab tiếp theo.